Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2024, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra đợt 3 các văn bản trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng dân tỉnh khóa 10. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải. Hội nghị tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Cà Mau và nghị quyết dự án phát triển thủy sản bền vững tỉnh Cà Mau. Theo đó, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình báo cáo dự thảo nghị quyết, đồng thời đóng góp ý kiến để hoàn thiện thêm các nghị quyết về mục tiêu cụ thể, phạm vi thực hiện, thời gian nguồn vốn và đề nghị bổ sung thêm một số văn bản pháp lý liên quan. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, cơ quan soạn thảo, các sở ngành liên quan đã thảo luận, giải trình, phân tích làm rõ. Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị có liên quan sớm hoàn chỉnh văn bản trước khi trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Sáng nay tại sân vận động Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành tổng duyệt chương trình lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Theo kế hoạch, chương trình sẽ chính thức diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Dự buổi tổng duyệt chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. Cà Mau là một trong 12 địa phương trong toàn quốc được Bộ Công an chọn tổ chức điểm lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở vào ngày 1 tháng 7 năm 2024. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng thể này, tỉnh đã huy động lực lượng tham gia tổ chức luyện tập theo kế hoạch. Hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho lễ ra mắt đã hoàn tất, sẵn sàng đảm bảo mọi hoạt động diễn ra đúng kế hoạch. Khi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở được triển khai và đi vào hoạt động, Cà Mau sẽ có 883 tổ với 2.933 thành viên. Đây là lực lượng được hình thành từ việc kiện toàn ba lực lượng sẵn có, bao gồm công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng. Nằm trong chuyến hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, chiều hôm qua, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương đến thăm tặng quà cho đồn biên phòng Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Đồn biên phòng Sông Đốc là đơn vị quản lý người và phương tiện ra vào ở chính cửa sông và hai cửa biển lớn, đó là Đá Bạc và Sông Đốc. Thời gian qua, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có phong trào hoạt động nổi bật của đoàn viên thanh niên. Đồn đã tăng cường công tác phối hợp với các ngành liên quan cùng địa phương tuyên truyền, vận động ngư dân trong công tác chống khai thác IUU, phòng chống các loại tệ nạn xã hội, ma túy. Ngoài ra còn phân công đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ khóm ấp để cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội, trong đó có việc hỗ trợ đoàn viên thanh niên tham gia phát triển các phong trào. Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương biểu dương ghi nhận những kết quả đồn biên phòng Sông Đốc đạt được trong thời gian qua, trao tặng hai bộ máy vi tính và bản đồ đất nước cho đơn vị. Đồng chí chúc cán bộ chiến sĩ nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biển quê hương. Theo kế hoạch năm 2024, huyện Cái Nước sẽ xuống giống 1.000 hecta lúa trên đất nuôi tôm. Diện tích xuống giống tập trung chủ yếu một số địa phương nằm trong hệ thống cống tiểu vùng Nam Cà Mau, có điều kiện ngăn mặn giữ ngọt như các xã Thành Phú, Phú Hưng, Hưng Mỹ và Hòa Mỹ. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cái Nước phối hợp với các xã tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân tranh thủ những cơn mưa đầu mùa, tiến hành rửa mặn, chuẩn bị xuống giống. Riêng đối với những hộ dân có điều kiện phơi đất kết hợp đưa cơ giới cải tạo vuông tôm nhằm giúp cho khâu rửa mặn được thuận lợi. Vụ lúa trên đất nuôi tôm năm nay, ngành chuyên môn tiếp tục khuyến cáo nông dân nên lựa chọn giống lúa có khả năng chịu mặn cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu để gieo xạ, tạo sức cạnh tranh trên thị trường. Trong khi đó, đến thời điểm này, nông dân huyện U Minh đã xuống giống dứt điểm vụ lúa hè thu năm 2024 với diện tích trên 3.280 ha, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Hiện những trà lúa đang trong giai đoạn từ 20 tới 30 ngày tuổi đang phát triển xanh tốt. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, năm nay 90% giống lúa được bà con nông dân sử dụng là giống OM18, OM5451, ST24. Đây là những giống lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, có khả năng sinh trưởng tốt, cho năng suất cao và thích nghi với điều kiện tại địa phương. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phát động và triển khai nhiều cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực,
được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng với tinh thần hăng hái và sáng tạo, đóng góp thiết thực vào phong trào giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ngôi nhà tôi an toàn với 8 tiêu chí gia đình 503 sạch, gồm không đói nghèo, không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, đảm bảo nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch. Đó là phong trào thiết thực được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau phát động đến mỗi cán bộ, hội viên. Với mục tiêu bám sát địa bàn dân cư và gia đình hội viên để triển khai cuộc vận động, qua đó góp phần cổ vũ động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội. Cụ thể là hội vận động chị em tham gia các mô hình tuyến đường nhà tôi an toàn đã thu hút được nhiều chị em phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó thì hội còn vận động chị em phụ nữ tại địa phương tham gia các mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi như là tổ phụ nữ đang lục bình, tổ hợp tác mai thảm, tổ phụ nữ làm bánh mứt khéo. Từ đó thì các chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn xã ngày càng chuyển biến rõ nét, đặc biệt là về cái ý thức trong cái tổ chức cuộc sống gia đình. Đã qua cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đã được triển khai đến 100% cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh, gắn với tiêu chí hoạt động phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hàng năm mỗi chi hội nhận vận động hỗ trợ ít nhất một hộ gia đình đạt 8 tiêu chí gia đình 503 sạch hoặc gia đình 5 có 3 sạch. Thời gian qua chúng tôi là tập trung rất là nhiều vào cái việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, mà đặc biệt là giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững thông qua các mô hình, các hoạt động cụ thể như là mỗi chi hội giúp một hộ thoát nghèo 10 trong 1, đó là 10 hộ khá giàu giúp một hộ nghèo. Từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm này thì chúng tôi đã giúp thoát được 290 hộ nghèo, cận nghèo là thoát nghèo bền vững. Có thể khẳng định công tác phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Việc phát triển mạnh mẽ các phong trào trong các cấp hội góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu chung trong công tác giảm nghèo tại địa phương. Trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, một sự kiện và bình luận kỳ này với chủ đề Hạnh phúc là gì? Trong phần tin thế giới, Houthi tấn công đồng loạt nhiều tàu trên Biển Đỏ. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2024. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Ngày Hội Gia đình tỉnh Cà Mau lần thứ 7 và tuyên dương tập thể Hộ Gia đình tiêu biểu, tổng kết Tháng Hành động vì Trẻ Em năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lương cùng với hơn 200 gia đình tiêu biểu trong toàn tỉnh đã về dự. Ngày Hội Gia đình tỉnh Cà Mau lần thứ 7 năm 2024 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Tham gia ngày hội có 14 đội đến từ các huyện thành phố Cà Mau, khối cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động trò chơi dân gian hấp dẫn như bắt vịt, đua xuồng, đá banh, giăng lưới bắt cá và phần thi nấu ăn với chủ đề bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Qua các phần thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho các đơn vị cảng hàng không phần thi nấu ăn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh môn thi đá bóng, Công an tỉnh với phần thi bắt vịt, Công ty xổ số kiến thiết ở phần thi ảnh đẹp marathon. Riêng huyện Đầm Dơi xuất sắc giành giải nhất của hai phần thi đua xuồng và giăng lưới bắt cá. Dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cũng tổng kết tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Theo đó, toàn tỉnh có 66 điểm tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em. Trong tháng cao điểm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 6 lớp tập huấn truyền thông cho trên 600 học sinh, tuyên truyền viên, hòa giải viên pháp luật về quyền của trẻ em, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em. Cùng với đó là các hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.
Qua thống kê, từ ngày 1 đến 25 tháng 6, tổng kinh phí cho tháng hành động vì trẻ em là 3,7 tỷ đồng, trong đó nguồn vận động 2,2 tỷ đồng. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể và 27 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2024. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một sự kiện và bình luận với chủ đề Hạnh phúc là gì? Không dễ để chia sẻ những gì thuộc về cảm xúc. Hy vọng rằng với phần tổng hợp sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn có những góc nhìn về hạnh phúc, có thể là chưa đầy đủ, chưa trọn vẹn, nhưng nó có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của tất cả chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 6 vừa qua, Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. Trong đề thi môn ngữ văn không chuyên có một câu hỏi như thế này. Anh chị có đồng tình với tác giả khi cho rằng hạnh phúc là hài lòng với những gì đang có hay không? Khi đề thi này được chúng tôi chia sẻ trên fanpage Thời sự Cà Mau thì đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng mạng xã hội. Có rất nhiều ý kiến chia sẻ về vấn đề này, có đồng tình, cũng có ý kiến khác. Tôi xin được trích dẫn một vài bình luận như sau. Đồng tình với tác giả, một người dùng mạng xã hội chia sẻ, bởi không hài lòng với những gì đang có thì không thể nào hạnh phúc. Khi chúng ta hài lòng thì rõ ràng là ta đang hạnh phúc. Một số tài khoản Facebook cũng chia sẻ cụ thể những điều sẽ đem đến hạnh phúc cho mình như hạnh phúc là còn cha mẹ, là tất cả gia đình khỏe mạnh, cuộc sống đầy đủ vui vẻ. Hạnh phúc không phải là người có thật nhiều tiền, có nhà lầu, xe hơi hay địa vị. Hạnh phúc là dãy dùng cho thỏa những đam mê. Không đồng tình với tác giả khi cho rằng hạnh phúc là hài lòng với những gì đang có. Một số bình luận chia sẻ đây chỉ là cảm nhận của tác giả. Cảm nhận về hạnh phúc của mỗi người sẽ khác nhau. Nếu đồng tình theo quan điểm của tác giả sẽ khiến giới trẻ không phấn đấu để đạt được những đích đến cao hơn. Còn tôi xin được chia sẻ, nếu các bạn là thí sinh thì các bạn đã đạt điểm trong câu hỏi này. Tất cả các ý kiến của các bạn đều có trong đáp án của bài thi. Chỉ cần lý giải sao cho thuyết phục. Theo đáp án bài thi được công bố thì thí sinh có thể trả lời là đồng tình, không đồng tình hoặc là cả hai. Nếu đồng tình với quan điểm của tác giả, hạnh phúc là hài lòng với những gì đang có thể lý giải theo hướng hạnh phúc không phải là điều gì xa vời mà hiện hữu ở những gì đang có. Còn không đồng tình có thể lý giải theo hướng nếu hài lòng với những gì đang có sẽ làm giảm ý chí, nghị lực, sự phấn đấu của con người trong cuộc sống. Và kết quả của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển năm học 2024-2025 cũng đã được công bố. 341 học sinh trúng tuyển, tuy nhiên không đủ chỉ tiêu đề ra. Dự kiến kỳ thi này nhà trường sẽ tuyển 350 học sinh lớp 10. Trở lại với chủ đề của chúng ta, hạnh phúc là gì? Theo như trang Wikipedia, một trang bách khoa toàn thư khá là quen thuộc với người dùng Internet, thì hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó có tính trừu tượng. Hạnh phúc gắn liền với quan niệm niềm vui trong cuộc sống. Và xin phép được bổ sung thêm rằng, nhu cầu đó phải không trái với quy định của pháp luật và đạo đức làm người. Và nếu như theo định nghĩa của trang Wikipedia, thì cảm xúc hạnh phúc của con người có thể thay đổi theo thời gian và tình huống. Vì nhu cầu của mỗi người có thể khác nhau ở từng thời điểm và bối cảnh. Và đôi khi hạnh phúc của người khác cũng chính là hạnh phúc của mình. Đúng như câu, hạnh phúc là cho đi. 41 lần tình nguyện hiến máu đối với anh Nguyễn Minh Đẳng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đất Mới, huyện Nam Căn, được hiến tặng giọt máu đào, trao đời sự sống là niềm hạnh phúc. Tôi nhận thấy được máu là có thể cứu được người và hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp, đây là một hành động cao quý. Cho nên là khi đã tốt nghiệp về địa phương công tác thì khi thời gian đảm bảo và sức khỏe mình đảm bảo thì khi mà được các cấp mà phát động cái đợt hiến máu thì tôi cũng tiếp tục duy trì cái việc hiến máu hàng năm. Còn đối với những cựu chiến binh này, được nhìn bà con đi trên những con lộ bằng phẳng an toàn là niềm vui. Chính vì vậy, các cựu chiến binh không ngại tốn kém, khó nhọc, góp của, góp sức, giảm giá những vị trí lộ giao thông bị hư hỏng, bong tróc. Việc làm ý nghĩa này được duy trì suốt 10 năm qua. 6.500 mét lộ ở 150 điểm hư hỏng đã được sửa chữa trong năm 2023. Làm cái gì có lợi dân, lợi nước thì chúng ta làm. Cho nên cựu chiến binh chúng tôi về đây đó thì đặc biệt là không có ngại khó khăn.
Giữa bộn bề của cuộc sống vẫn có rất nhiều yêu thương được trao nhau giữa người và người. Tình yêu thương, sự sẻ chia giúp đỡ trong chân thành đem đến những niềm vui và hạnh phúc cho cả người trao và người nhận, tạo sự gắn kết trong xã hội. Trên thế giới cũng có bộ tiêu chí để đánh giá chỉ số hạnh phúc của một quốc gia. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2024 đánh giá các quốc gia và vùng lãnh thổ theo thang điểm 10, dựa trên các tiêu chí gồm GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ, sức khỏe, sự tự do trong lựa chọn cuộc sống, sự hào phóng và cả nhận thức về vấn đề tham nhũng. Năm 2024, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đứng thứ hạng 54 trong tổng số 143 quốc gia vùng lãnh thổ được khảo sát, tăng 11 bậc so với xếp hạng năm 2023. Ở khu vực châu Á, Việt Nam đứng vị trí thứ 6 sau Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines. Đây là năm thứ 3 liên tiếp mà Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng của các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Những chia sẻ vừa rồi có thể đã giúp cho quý vị và các bạn có những góc nhìn về hạnh phúc là gì. Mỗi người một khi đã có cho mình đáp án thì cần phải giải quyết câu hỏi tiếp theo, đó là làm thế nào để hạnh phúc? Chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm nay cũng nhấn mạnh đến hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Khép lại một sự kiện và bình luận kỳ này sẽ là một vài gợi ý về lời giải cho câu hỏi làm thế nào để hạnh phúc trong phạm vi gia đình. Từ những chia sẻ của các cặp vợ chồng trong câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen nhân Ngày Gia đình Việt Nam. Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc khóm 2 phường Tân Thành, thành phố Cà Mau thành lập vào tháng 10 năm 2022. Đến nay có 16 gia đình tham gia. Các cặp vợ chồng tham gia câu lạc bộ ở nhiều độ tuổi, trẻ nhất 35 tuổi, có cặp vợ chồng năm nay đã ngoài 70 tuổi, có gia đình hai thế hệ cùng tham gia câu lạc bộ. Tham gia câu lạc bộ, các gia đình được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng ứng xử trong gia đình, bình đẳng giới, chăm sóc, bảo vệ trẻ em và được giao lưu, gắn kết, chia sẻ trong cuộc sống. Anh Phạm Chí Tâm và chị Cao Thị Phương Mai là một cặp vợ chồng được nhiều người khen ngợi bởi xây dựng được một gia đình có cuộc sống kinh tế khá giả từ hai bàn tay trắng, gắn kết yêu thương, hòa thuận, con cái nên người, chăm ngoan. Cuối tuần là hai chồng cái bắt lên là cũng ca chung rồi vậy đó, như nghệ. Vợ chồng đều cùng nhau, cùng sở thích, chung cùng mần ăn công việc vì bạn tính thuận lợi nhau. Nhiều vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe, người đừng có bạo lực, đừng có này nọ gia đình, người con cái thì cũng hiếu thảo. Nói chung hiếu thảo, thuận hòa đó với cha mẹ, rồi cha mẹ yêu thương con cái. Thì giống như trong việc nhà thì vợ con nó có làm thì mình làm theo, mình tiếp nhau. Cái chuyện gì mình mần được thì mình mần. Hơn 20 năm chung sống, anh Tiễn và chị Thùy chia sẻ, cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt, thuận lợi trong làm ăn. Nhưng anh chị đều đã vượt qua được để cùng nhau xây dựng một gia đình đầy đủ, đầm ấm, hạnh phúc như hôm nay. Cuộc sống thì những người, mỗi người một mỗi cảnh, những người ta có đủ điều kiện thì người ta lại hạnh phúc theo lối sống của người ta. Còn riêng mình, ví dụ như vợ chồng cùng tiến cùng lùi cùng làm, thì vợ chồng cũng với con cái nuôi được con cái ăn học đến nơi đến chốn thì đó là hạnh phúc của mình rồi. Khi vợ chồng mình sẽ sống chung nhưng cũng có người là quan cái lại thì thôi, mỗi người nhường nhịn nhau một chút để cho cuộc sống nó sẽ êm ấm hơn. Những chia sẻ của gia đình anh Tâm chị Mai hay gia đình anh Tiễn chị Thủy có lẽ nhiều người đã nghe đã biết, nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng làm được, nhất là trong những lúc bất đồng, mâu thuẫn nảy sinh hay những biến cố xảy ra trong cuộc sống. Đơn giản nhất như bữa cơm gia đình đúng nghĩa, không phải nhà nào cũng duy trì được trong cuộc sống bộn bề hiện nay và trong cả sự chi phối của Internet, mạng xã hội. Một trong những cái việc mà góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc thì cái bữa cơm của các thành viên thì nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Cho nên là mong muốn của hội là muốn các cái gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn duy trì những cái bữa cơm gia đình đó. Thì thay vì mỗi một thành viên thì làm một công việc riêng, rồi có thể là người ăn trước, người ăn sau như vậy, thì cái tình cảm của nó dần thì nó cũng sẽ bị phai nhạt. Cho nên là mình tranh thủ thời gian để mà ngồi lại mâm cơm, rồi có thể trò chuyện cũng như là trao đổi để mà từ đó mà gắn kết cái tình cảm của các thành viên lại với nhau. Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn có được trong cuộc sống.
Nhưng hạnh phúc không tự nhiên mà có. Nó đến từ chính hành động của mỗi người. Chương trình thời sự của Đài Thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.